giảm 7kg vòng bụng chỉ sau 10 ngày, 16kg trong 5 tháng, thân hình nóng bỏng miễn chê. Do mập từ bé nên anh Thư đã nghĩ mình sẽ không bao giờ giảm cân được. Cô nàng luôn cảm thấy tự ti vì xung quanh mình bạn bè đều đẹp với vóc dáng cân đối. Tính đến tháng 2 năm 2017, khi cân nặng chạm mốc kỷ lục 76kg, cô mới quyết định phải làm điều mình chưa từng làm trước đây, giảm cân để có được thân hình như mơ. 1. Thay đổi thói quen ăn uống. 2 tháng đầu, chia khẩu phần thành 3 bữa chính và 2 bữa phụ, mỗi bữa cách nhau 2 đến 3 tiếng đối với bữa sáng và bữa trưa. Ăn rau luộc, nộm hoặc rau xào dầu ô liu và nạp vào chỉ khoảng 100g thịt luộc hoặc hấp thay đổi theo ngày, ức gà, cá hấp và 1/2 củ khoai lang. Bữa phụ, ăn trái cây, sữa chua hoặc uống nước ép. Bữa tối, chỉ ăn rau luộc, chẳng hạn như măng tây hoặc bông cải luộc. 2. Tập luyện thể thao. Để quá trình giảm cân có kết quả hoàn hảo, anh Thư tập theo sự chỉ dẫn của PT. 2 tháng đầu cô nàng tập đủ 7 ngày một tuần, một ngày tập 1 đến 3 tiếng, cường độ tương đối cao. Các bài tập được thay đổi luân phiên, ví dụ như hôm nay tập squat, plank thì hôm sau mình tập những bài tập chung lưng, vai và tay trước. Qua 2 tháng đầu, sau đó tập ở mức duy trì 5 đến 7 ngày một tuần, thỉnh thoảng cô cũng đi bơi để thay đổi hình thức vận động. 3. Suy nghĩ tích cực và ý chí kiên định. Với anh Thư, điều quan trọng khi giảm cân là luôn phải suy nghĩ những điều tốt đẹp nếu giảm cân thành công và lấy đó làm động lực phấn đấu. 4. Ngủ nghỉ hợp lý. Anh Thư tuân thủ quy tắc quyết định bởi 10% là chế độ ngủ nghỉ hợp lý, 70% là chế độ ăn uống lành mạnh và 20% là tập luyện. Không phụ công sức của bản thân, sau 2 tháng đầu áp dụng cô đã giảm 13kg. Hiện tại cô nàng 9X đang ấp ủ và hy vọng sẽ thực hiện hóa được ước mơ làm kinh doanh của mình. Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh Em Đẹp TV.